ta quay trở lại với set đấu thứ tư của trận đấu đài thứ hai, đấu đài kỳ sông Hương. Tỷ số so với set đầu là 2-1 nghiêng về đài chủ Lê Văn Quân. 0-1. Hai không. Tám chín.
Đá bóng rất là khó chịu, dính đều. Rất tốt. Như vậy tỷ số đã được cân bằng 2 đều sau 4 set đấu. Chúng ta chuẩn bị sang set thứ 5.